Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị. Hội nghị này nhằm đánh giá tình hình, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vùng biên và đánh giá tình hình triển khai hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc có chung đường biên giới. Tại hội nghị, đại diện 7 địa phương biên giới phía Bắc với Trung Quốc gồm Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả đạt được về tình hình thương mại, đầu tư tại các địa phương ở khu vực vùng biên, những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Đại diện các bộ ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương cũng giải đáp những kiến nghị liên quan đến vấn đề mở, nâng cấp, công nhận cửa khẩu, kiểm dịch động thực vật tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở, mở cửa thị trường nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo hai nước về hợp tác toàn diện, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế thương mại biên giới, khẩn trương đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc nói chung, hợp tác kinh tế thương mại khu vực biên giới nói riêng để tìm ra nguyên nhân, giải pháp thiết thực, tích cực và khả thi, khẩn trương rà soát quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi và tổ chức lại sản xuất, chế biến theo đề án xuất khẩu chính ngạch, tăng cường đàm phán với phía bạn nhằm sớm ký kết nghị định thư về kiểm dịch động thực vật cho nông sản có thế mạnh của Việt Nam, đàm phán cấp mới mã số nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam có thế mạnh, tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa Bộ Công Thương với các bộ, ngành và địa phương qua đơn vị chức năng, các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam ở Trung Quốc.